Oh, 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 oh
Quang Trung khi đánh ra Bắc phải lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh. Vua Lê Thái Tổ lấy danh là Thần Ninh Trao Kiếm, tức là người được chọn đấy, để hội tụ nhân tâm lòng người, mượn kiếm trả kiếm, từ đó có Hồ Hoàn Kiếm. Thiền sư Vạn Hạnh tạo sấm truyền để lấy danh chính cho Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế. Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm khuyên họ Trịnh không lên phế vua Lê, vì làm như vậy thì danh không chính là thiên hạ đại loạn ngay. Hồ Nguyên Chừng có từng nói rằng là gì? Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Bởi vì nhà Hồ khi đó đoạt ngôi nhà Trần nên là không có được cái danh chính.